Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong năm thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu xứ Kim Chi, đã có mặt tại Việt Nam. Đây là bệnh viện thẩm mỹ 5 sao đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 mới nhất. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới, chương trình do Gia Cát Media thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 13:25 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự đồng hành từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, anh Thân xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Minh Nhật, bác sĩ chuyên khoa da liễu Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Chào anh Thơ và xin kính chào toàn thể quý vị. Và có thêm một nhân vật rất là đặc biệt nữa sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là diễn viên Phi Nga. Chào cho chị. Xin chào anh Thơ, xin chào bác sĩ. Xin chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường có một cái quan niệm rằng là đã là phụ nữ thì phải đẹp, đúng không ạ? Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách làm đẹp như thế nào là đúng đắn. Đã có rất là nhiều những cái câu chuyện về việc là làm đẹp sai cách dẫn đến rất là nhiều những cái hậu quả nặng nề, mà thật sự là nó cũng khiến cho chị em của chúng ta cảm thấy lo lắng rất là nhiều mỗi khi chúng ta muốn hoàn thiện bản thân mình. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một câu chuyện như vậy. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những hình ảnh đầu tiên. Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình luôn xinh đẹp và thu hút. Chưa đẹp thì sẽ tìm cách để mình trở nên đẹp hơn. Còn vốn đã được thiên phú cho vẻ đẹp rồi thì bất cứ người phụ nữ nào cũng luôn tìm cách gìn giữ và chăm sóc để bản thân luôn đẹp nhất có thể. Cô Mang Thị Xuân Ngộ đến từ Bình Định cũng không phải là ngoại lệ. Thì lúc đầu thì da cô nó cũng rất là đẹp, nhưng mà khi đó bạn bè lại giới thiệu là cái sản phẩm này nó càng đẹp hơn nữa thì mình cũng rất là tin bạn bè để mình dùng cái mỹ phẩm đấy, xài là đồng ý nó cũng đẹp, da nó cũng căng lên đẹp. Nhưng thời gian sau là nó bị nám và nó bị đấm nâu, thâm đen, rồi mình tự nhiên thấy buồn, mình sợ, rồi mình lại ngưng cái kem đó, nhưng mà ngưng rồi nó lại không bớt, mình không biết làm sao. Là một người phụ nữ, nhất lại là người phụ nữ thành đạt trong công việc, ổn định trong cuộc sống, thì việc quan tâm chăm sóc bản thân, sắc diện của mình là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên dễ hiểu nhưng không được dễ dãi. Và cô Xuân Ngộ đã quá dễ dãi trong việc làm đẹp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng để lại từ việc làm đẹp cho bản thân. Khi mà nghe cô Ngộ chia sẻ cái tự nhiên làm em cũng cảm thấy hoang mang. Là phụ nữ thì chúng ta luôn cố gắng để mình đẹp mà ca một trong những cái căn bản hàng ngày luôn đó là chuyện chăm sóc da ở nhà thì bằng cách là sử dụng mỹ phẩm chẳng hạn. Nhưng mà bác sĩ ơi, như em nghe cô chia sẻ đó, không biết làm sao em cứ có cảm giác giống như là cô lỡ cô xài nhầm, giống như mấy cái loại mà chúng ta vẫn hay thấy trên mạng người ta nói tới, dùng cái từ rất là dân gian là kem trộn. Sự thì bây giờ trên thị trường mình thấy vô vàn những cái mỹ phẩm và cũng rất là đơn giản khi mà mình có thể ra một cái cửa hàng nào đó hoặc ra chợ. Như kể bây giờ là ở nhà một cái click chuột thôi là thôi tiền tận nhà đó. Trong số mà hàng ngàn cái mỹ phẩm như vậy thì làm sao mà lựa chọn được cái mỹ phẩm phù hợp cho da của mình? Thì thôi mình cứ nhìn xung quanh các chị em, ôi tôi thấy chị này đẹp nè, tôi thấy cô kia cũng xinh nè, và các cô cứ giới thiệu tôi dùng cái này đẹp nè, và thế là mình cũng theo mình mua về mình dùng. Mà mình có biết đâu là cái sản phẩm đó nó không hẳn là phù hợp với mình, mặc dù đôi khi là nó sản phẩm cao cấp đi chăng nữa. Giống như trường hợp của cô Mang Thị Xuân Ngộ, cô là một người có điều kiện, cô sử dụng những cái mỹ phẩm rất cao cấp, rất tốt, nhưng mà thật sự nó có thể nó tốt với người khác nhưng nó chưa tốt với lại cái da của cô. Đó là mình đang nói tới cái mỹ phẩm mà cao cấp á, có thương hiệu, có nguồn gốc rõ ràng. Còn như bạn anh Thơ có nói một cái khía cạnh, một cái gốc của nó, đó là những cái sản phẩm mà trôi nổi trên thị trường, không thương hiệu, không nhãn mác, mà dân gian mình hay gọi đó là kem trộn. Và sở dĩ cái từ kem trộn mà nó xuất phát là như vậy nè, một chia sẻ nho nhỏ thôi, tức là mình nghe từ trộn tức là trộn lẫn rất là nhiều thứ, đúng không? Mà thật sự nó là như vậy. Kem trộn là nó sẽ có trộn kem và nó sẽ trộn một số những cái hoạt chất. Mà trong số những cái hoạt chất đó thì cái mà chính nhất để gây nên những cái tác dụng mà không mong muốn của kem trộn đó chính là chất corticoid. Thì cái chất này á, hơi chuyên môn một chút ha, thì nó có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Nói chung là nó sẽ tốt trong trường hợp là mình sẽ điều trị những cái bệnh lý
phù hợp với nó và những cái chỉ định đúng của bác sĩ đưa ra. Nhưng mà vì cái tác dụng của nó quá rộng như vậy và họ lợi dụng cái tác dụng đó thì để họ đưa vào trong kem, thì chính vì có tác dụng chống viêm cho nên là những cái trường hợp mà da mà bị mụn á, mình thoa lên ngay thời gian đầu á là mụn nó mất rất là nhanh, và chưa kể là nó có cái tính ăn mòn của nó thì nó làm cho mình bong bong những cái lớp da ở bên trên bề mặt, cho nên da của mình nó cũng trở nên là sáng rất là nhanh. Mà chị em mà tâm lý là đặc biệt chị em phụ nữ Việt Nam mình nữa rất là thích trắng, mà trắng là phải trắng ngay, trắng sáng, trắng liền vậy đó, thì là các chị cứ dùng thấy đẹp là cứ dùng liên tục như vậy, thì đến một cái lúc là da của mình á là nó bị mỏng đi nhiều. Nhiều khi mình thấy trường hợp những cái chị là dùng mà đến như mỏng như tờ giấy vậy đó. Em thấy là dùng dưới mình nhìn rõ được những cái mạch máu. Đúng rồi, những cái mạch máu. Nhưng mà khi mà mình đã mất đi cái hàng rào bảo vệ da như vậy và mình cứ liên tục dùng, và trong khi đó thì là ánh nắng á thì nó đâu có tha ai. Và các chị em lại không che chắn kỹ cái phần da của mình, thì cứ lâu dần sử dụng như vậy thì làn da sẽ bị bắt nắng, bị tổn thương và nám nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Đó là chưa kể đến một số tác dụng phụ khác làm cho da của mình xuất hiện nhiều cái mao mạch nhỏ ở bên trên da. Da sẽ trở nên mỏng, khô, yếu và nó có thể dẫn đến tình trạng teo da nè, có thể phát ban mụn trứng cá ngày càng nhiều hơn. Bây giờ chúng ta dựa vào điều gì? Và chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mình trong cái bước đầu tiên là lựa chọn những cái thương hiệu mỹ phẩm? Thương hiệu. Tốt nhất là mình nên đến cái cơ sở uy tín, tại đó sẽ có những bác sĩ chuyên khoa về da liễu, những cái chuyên gia tư vấn về da cho mình, thì họ sẽ kiểm tra cho da mình, họ sẽ tư vấn và sẽ hướng dẫn mình sử dụng cái mỹ phẩm như thế nào là đúng, là phù hợp cho da của mình. Và chắc chắn một điều rằng khi mà mình sử dụng một bất kỳ một cái mỹ phẩm nào đó, mình cũng phải tìm hiểu rất là kỹ, nó phải rõ ràng về nguồn gốc, về thành phần. Khi mà tiếp xúc với cô thì lúc đó là bác sĩ nhận định là cô gặp cái tình trạng như thế nào? Tình trạng da của cô là theo như mình đánh giá là mức độ nám rất là nặng. Vì nó là nám theo kiểu là vừa do mỹ phẩm và vừa do tự tác nữa. Nó đậm, màu xanh, đen, đậm và nó tím, sẽ đều khắp mặt. Với cái tình trạng làn da mà bị tổn thương một cách nghiêm trọng như thế này thì chắc chắn là nhân vật của chúng ta là cô Phương Ngộ cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái mặc cảm tự ti trong cuộc sống. Và sau đó thì cô đã tự cứu cái làn da của mình, gọi là giải cứu cái làn da của mình như thế nào. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Một dòng tròn lẫn quẩn từ làm đẹp, cả tinh rồi gánh hậu quả. Sau đó cứu chữa dội dàng rồi tiếp tục hậu quả chồng hậu quả từ việc dội dàng cứu chữa. Cô Mang Thị Xuân Ngộ những tưởng đã quá mệt mỏi và từ bỏ việc hồi phục lại làn da thì may mắn xuất hiện. Khi mà cứu con dâu về thì con dâu nó làm bên thẩm mỹ chăm sóc da. Thì khi mà con dâu nó về nó nhìn thấy cái mặt của bà mẹ chồng như vậy thì nó ủa chứ sao mà da mẹ hôm nay là càng xấu, càng thâm đen, càng đốm nâu nhiều. Rồi thôi thì mẹ cứ vô cho con điều trị đi. Thì vô đấy thì thời gian sau con dâu nó điều trị thì nó cho một cái liệu trình là mẹ cứ chịu khó mẹ đi vào, đồng ý là thời gian đi nó cũng tốn kém cho mẹ, nhưng mà mẹ phải đi. Thì cứ một tháng vậy là mẹ đi vô một lần cũng được. Rồi con làm thì nó cho trong liệu trình là đi 10 lần thì cũng theo cái liệu trình của con dâu nó đưa ra đấy, thì mình đi vô mình làm. Thời gian mình làm đấy thì trong hơn một năm là mới xong cái liệu trình của con dâu nó đưa ra. Rồi thì ra là cô Xuân Ngộ là mẹ chồng của bác sĩ hả? Dạ đúng rồi chị. Sao giấu rồi không nói từ đầu luôn? Dạ. Thì cuộc sống đôi khi cũng phải có những bất ngờ nho nhỏ chứ. Liệu rằng như nếu mà mình chia sẻ ngay từ ban đầu á thì chị Phi Nga với lại bạn Anh Thơ có bất ngờ như vậy không? Có khi không có thoải mái để nói gì. Dạ, đôi khi hơi bị lo lắng. Nãy giờ đúng không ạ? Thật ra thì nãy giờ nhân vật Mang Thị Xuân Ngộ vừa chính là bệnh nhân và cũng chính là mẹ chồng của mình. Khi mà mình về làm dâu á thì mình thấy tình trạng của mẹ nặng như vậy và cứ hay thấy bà có vẻ buồn rầu. Bà hay suy nghĩ nhiều về cái da của mình và cũng hay tâm sự. Thì mình cũng có nói với mẹ là để cho mình điều trị. Thì mặc dù thì khoảng cách nó cũng hơi khá là xa so với thành phố Hồ Chí Minh mình, nhưng mà bà cũng kiên quyết và cứ như vậy đều đều. Lúc đầu thì là khoảng 1 tháng nhưng dần dần thì khoảng 2 tháng. Rồi 3 tháng thì bà sang đây một lần để cho mình điều trị. Còn sở dĩ thì hôm nay là mẹ mình đã xuất hiện trên chương trình này cùng với mình đó cũng là một cái
quá trình động viên tác động rất là lớn. Mình đã phải thuyết phục của mẹ rất là nhiều. Bởi vì mình nói là thì thật ra là cứ mỗi ngày những cái bệnh nhân hay là khách hàng tìm đến bệnh viện JW để điều trị da thì đa phần đều là những khách hàng mà có vấn đề về sắc tố da, cụ thể đó là vấn đề về nám nè, về đồi mồi đốm nâu. Nhưng mà cái nguyên nhân mà nhiều nhất theo thống kê lại chính là nám do sử dụng mỹ phẩm không đúng cách. Và trước những cái trường hợp như vậy thì thực sự mình cũng muốn là có một cái gì đó nó giống như là một cái hồi chuông thức tỉnh mọi người trong việc mà sử dụng mỹ phẩm. Thì nhân đây thì mẹ chồng của mình thì giống như là một người thật việc thật, và mình muốn mời bà đến với chương trình cùng với mình gửi đến một cái tiếng nói chung cho những ai và đặc biệt là chị em phụ nữ chúng mình khi mà lựa chọn sử dụng một cái mỹ phẩm nào đó để mình đẹp hơn. Một chương trình rất là ý nghĩa. Đó là ngày hôm nay nhân vật của chúng ta là một nhân vật rất là đặc biệt, vừa là mẹ chồng và cũng là bệnh nhân người mà bác sĩ Minh Nhật đã điều trị. Vâng, bây giờ xuất hiện trên sân khấu của Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình kỳ này, đó là cô Mai Thị Xuân Ngộ. Xin mời cô. Chào cháu. Chị Nga thấy sao chị Nga? Rồi thấy hình với cô ngoài sao khác quá trời. Tôi chỉ đứng hình luôn vậy. Thấy lạ quá. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là đối với trường hợp của cô thì là bác sĩ đã lên cái phác đồ điều trị như thế nào? Trời, chứ tuốt ở Bình Định luôn á. Thì cái phác đồ điều trị nó có khác gì so với là nếu như mà cô ở thành phố luôn không? Thường một cái liệu trình mà điều trị nám mình cũng biết rồi, nám nó rất là khó trị, mà cái quá trình của nó phải rất là lâu dài, đòi hỏi phải kiên nhẫn nữa. Thường thì nếu như mà những chị mà ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận với mình thì giai đoạn đầu mình chịu khó một tuần hoặc là 10 ngày mình sẽ đến một lần, rồi từ từ bác sĩ sẽ đánh giá lại cái da và giãn dần dần ra cho mình. Nhưng mà vì điều kiện của mẹ mình thì lại ở Bình Định quá xa xôi và không thể bỏ được công việc của bà, cho nên là mình phải đưa ra một cái phác đồ điều trị là hàng tháng và sẽ hơn một lần. Thì tất nhiên là đồng nghĩa với việc là nó sẽ không thể nào mà điều trị nó sớm hơn so với những người mà họ đi thường xuyên được, cho nên nó phải kéo dài cái lịch trình điều trị ra. Và cụ thể luôn là cái thời gian mà mình điều trị cho mẹ mình nó cũng phải mất gần 1.5 năm. Mà không quan trọng, 1.5 năm cũng được. Đúng. Miễn đẹp như vậy là được. Bây giờ muốn đẹp hơn. Dạ, bác sĩ cho em hỏi thăm là với cái tình trạng của cô, là với cái nhận định ban đầu của mình á, lúc đó thì mình dự kiến á, là cái phác đồ điều trị của cô thì sẽ thường là bao nhiêu lần thì mình có thể hài lòng với kết quả? Khi mà quyết định điều trị cho mẹ mình á thì là mình mới nói là thường là phải là cái liệu trình cho mẹ là 20 cho tới 30 lần mình điều trị như vậy. Mình nói ủa sao nhiều quá vậy? Đúng rồi, ở Bình Định mỗi lần đi là bay vô mình nói đi 20 cho tới 30 lần dữ vậy. Cái mình mới nói là dạ thì thường là nó là như vậy. Tuy nhiên mình cũng động viên bà, mình cũng nói là nếu trong trường hợp mà da của mẹ đáp ứng tốt với cái phương pháp điều trị thì cái thời gian của mẹ nó có thể là ngắn hơn. Mình cũng tạo một cái niềm tin cho bà chứ. Thật biết chia của bác sĩ rồi là bao giờ cũng nói cái khó nhất. Rồi sau rồi giảm xuống. Đúng rồi, sau đó dường như được hơn cái khó nhất đó thì tự nhiên mọi người cũng cảm thấy hạnh phúc hơn đúng không? Dạ, con thưa cô, cô cho con hỏi thăm với, tại do con có nghe tâm sự của cô qua phóng sự, rồi con nhìn thấy cái hình ảnh của cô trước đây, trước khi điều trị á, thì thật sự là cái tổn thương nặng nề quá. Nhưng mà cái lý do lúc đó mình mua mỹ phẩm mình dùng là mình mong muốn điều gì hả cô? Thì mình mong muốn cái điều nó đẹp nhất, tốt nhất, chứ mình đâu mong muốn là cái điều nó xấu nhất. Dạ. Nhưng mà nó lại tác hại. Không, mà cô giờ con thấy cô đẹp quá. Quá, nói chung là nó quá thay đổi so với cái hình đó là hình trên vậy. Trẻ hơn nữa phải không chị Phi Nga? Đúng rồi, trẻ. Thực ra mọi người nói là nhất dáng gì da, nhưng mà cái dáng ở đây á là cái sự cân đối và sự khỏe mạnh. Đúng đúng rồi. Còn cái da thì cực kỳ quan trọng, liên quan đến cả bên ngoài. Sao nó căng nó thẳng. Đúng rồi. Phụ nữ mình mà da đẹp một cái thì như thấy mình trẻ trung hẳn đi. Với mình tự tin lắm, tại nó là cái bộ mặt để mình da tím mà đúng không? Rồi. Dạ. Thì cái giai đoạn mà mình gặp nhiều cái vấn đề về da vậy đó thì nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc, đến cuộc sống của mình không cô? Thì có chứ, cô cũng buồn lo, cô làm bên ngành y. Thì đến khi mà da cô nó bị
lão hóa. Thì khách hàng họ thường lui tới nhà cô đỡ họ làm á. Thì 2-3 năm sau họ tới thì họ thấy cô mắc hẳn đi. Ủa chứ sao mà thấy hôm nay da chị sao thấy xấu dữ à? Rồi con người nói, ủa sao chị đúng là chị của bà vợ của ông Phương dữ ở chứ đâu phải là em của ông Phương, vợ của Phương. À, thấy khác, thấy da đi á. Thì khi mà mình đau đây đi không muốn ra ám tiệc, không muốn đi ra đường. Thật sự nó vậy á. Dạ, thật ra như bữa nay nghe cô chia sẻ lại là bây giờ là cô vui rồi. Cho nên là mình cũng nghe là mọi thứ nó giống như một câu chuyện vui. Chứ mà ở đúng cái thời điểm đó mà mình nghe một người nào đó hỏi mình câu đó là buồn lắm, buồn lắm. Cô mới nghĩ là mình có điều kiện mà tại sao mình lại đỡ cái mặt mình như vậy. Thì mình đi hỏi bạn bè ở thứ cái cách nào mình để điều trị cái mặt mình cho nó sáng lên. Rồi tiếp đó là có con dâu nữa là về là kết hợp lại. Nhưng mà có lần nào á mà hỏi bạn xong cái bạn chỉ một cái loại mỹ phẩm khác, cái rồi mình cũng nghe lời bạn mình mua cái loại mỹ phẩm đó về mình bôi, cái nó lại trầm trọng hơn nữa không cô? Có chứ. Có thì bạn bè cô cũng nhiều mà. Thì hướng dẫn cái này hướng dẫn cái kia. Có một lần có một anh làm bên thuốc nam, anh chỉ là dùng cái bồ công anh đỡ bôi lên, nhưng mà bôi càng bị thâm. Nghĩa là cứ càng bế tắc càng cố mà càng cố càng dùng đẩy thì càng nghiêm trọng. Đúng rồi. Nó là một cái vòng luẩn quẩn như vậy đó anh ha. Tức là khi mà da của mình có vấn đề, mình muốn cứu bạn nó thì là mình ai chỉ gì mình xài đó, giống như là mình có bệnh là mình đi tìm hết thầy này bán lượng lại đây. Đúng rồi, như là bái thứ phương vậy đó. Nhưng mà mình càng xài thì nó lại càng nặng nề hơn, và cứ càng nặng nề thì lại càng sai đó, và lại sai lại khác nha, cứ đó và cứ dần như vậy, mà nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn mà không nói khác được. May là trong nhà thì có con dâu nên là chắc chắn con dâu nói là sẽ tin rồi đó. Rồi. Nhưng mà cả một cái đoạn đường xa xôi như vậy, trời ơi, người ta đi có một lần thôi là xong rồi. Thí dụ như phẫu thuật thẩm mỹ hay gì đó, một lần là xong rồi, cùng lắm thêm lần thăm khám. Đằng này con dâu chưa gì hết mà đã đưa ra một cái lịch trình là từ 20 đến 30. Lúc đó có nghe con dâu nói xong có nản không cô? Có khi nào nói thôi thì cứ chịu vậy thôi, đừng làm gì hết không? Cô không nản vì điều kiện cô có, vì cô biết làm cho được về ngoại giá. Bởi vì cô thấy làn da cô nó bị xuống trầm trọng quá. Da đi có 5-10 túi rồi đó. Mình theo cái phác đồ điều trị con dâu đưa ra nè, tới lần thứ mấy thì là cô thấy là bắt đầu có hiệu quả? Mình nhìn vào mắt thường mình thấy luôn. Cô bắt đầu là 1 năm. Một năm cô mới thấy hiệu quả. Chứ còn mấy lần kia là nó cứ nó thầm tí mà nó tan dần ra đó. Tại vì nó là như vậy, thường á, thì không đến mức phải là cả năm đâu, chỉ tầm khoảng là 3 tháng cho tới 6 tháng thôi. Nhưng mà như anh Thơ cũng biết là vì điều kiện mẹ khó khăn, xa xôi đi lại, cho nên là bắt buộc là mình phải lựa chọn một cái phương pháp nó hơi mạnh hơn so với là điều trị bình thường, thông thường. Và chính vì vậy á, mà là sau khi làm xong á, thì nó sẽ có một cái tình trạng là tăng sắc tố da, mình hay gọi là bị thâm á. Sau khi làm xong nó hơi thâm và bắt buộc rằng là mình phải chờ cái thời gian cho nó nhả thâm đó ra. Vì vậy mà cái thời gian của nó là kéo hơi dài là 1 năm. Dạ, đó lý do tại sao mà cô để mình nhìn bằng mắt thường thì mắt cô thường thấy mà sáng ra hẳn thì phải cái năm sau. Đúng. Và đúng rồi, 1 năm cô tính ra cô vô có khoảng từ 10 đến 12 lần, trong khi người ta từ 10 đến 12 lần đó thì người ta đi có 2 tháng hơn là đã xong rồi. Cô thì sau khi mà trị xong rồi đó, cô đẹp lên thì mọi người có nói gì không cô? Nói nhá, khen thì trị ra. Da này nó sáng rồi nó trí ra nữa. Thì hồi trước kia là cô bị nám mà cô ít muốn đi đám tiệc lắm. Cô muốn đỡ cho xã cô đi rồi, xấu quá mà làm sao đi được, thì ai cũng chơ hết. Rồi mình khi mình làm thì mình bịt mặt lại, mình không đỡ cho bệnh nhân họ thấy cái mặt của mình. Họ thấy thì họ chơ. Rồi đến khi mà mình làm được sáng rồi bây giờ ai thấy cũng khen. Rồi rồi bây giờ bắt đầu nó đi tiệc cùng với lại đi vẫn đi lại càng thích đi hơn nữa. Giờ trị được là mở hơn. Dạ cô, giờ sẵn cho con hỏi thiệt là lúc trước á mà mình ở nhà có để bác trai đi mình không đi theo, tại mình không tự tin, nhưng mà để ông đi mình vậy ở nhà có khi nào cứ tuổi không? Có chứ, mình vì vậy thì mình tuổi thân mình cố gắng mình phải làm sao để cho mình đẹp lên, mình phải đi chứ. Cái quá trình điều trị của mình á, tới ngày hôm nay là mình đã ngưng chưa cô ha? Từ hôm đó đến nay là cô ngưng.
là hơn 2 năm rồi là cô không điều trị. 2 năm rồi hả bác sĩ? Nhưng mà cái kết quả của mình vẫn duy trì mà. Vẫn duy trì. Nhưng mà cô thì cứ dùng chống nắng và kem dưỡng rồi. Dưỡng da ban đêm, dầu đưa về dùng. Dạ, có dầu, yên tâm rồi. Dạ. Nhưng mà cô có phải là mỗi tháng rồi mình lại vô để mà mình điều trị duy trì không cô? Có, thỉnh thoảng cô cũng có duy trì, là 4-5 tháng cô mới duy trì 1 lần. Dạ. Không, vậy thì chỉ là đi chăm sóc da thôi đúng không ạ? Chăm sóc da, thì chăm sóc da đưa những cái dưỡng chất, những cái mỹ phẩm do nắng mà, thì nó làm cho cái da mình nó hơi sạm một chút, hoặc là xuất hiện những cái đốm nhỏ nhỏ một chút, thì lúc đó thì mình nên dùng laser để loại bỏ nó liền ngay cái lúc đó, để tránh tình trạng mà nó sẽ bị đậm hơn. Dạ. Và nó có thể là càng ngày có thể nó quay lại như cũ thì sao. Dạ. Nhưng mà chủ yếu thì là mẹ của mình hiện tại là sử dụng những cái sản phẩm tại nhà thôi. Dạ cô ơi, tới bây giờ khi mà mình đã có được một cái sắc diện tươi trẻ đúng như những gì mình mong muốn rồi, thì cuộc sống của cô bây giờ như thế nào hả cô? Thì bây giờ là cô rất là tự tin sống rồi, da cô nó đẹp vậy là bạn bè kìa cũng thích đi lắm, nói ở chỗ nào hôm nào dẫn ta đi rồi vậy á. Rõ xã ngồi thấy mà càng ngày càng đẹp đâu, xã thì có chứ. Thì không khen rồi, nó da em hôm nay trẻ ra lại, tư ra. Có khi nào mà giờ thấy vợ mình trẻ ra đẹp ra cái lo, cứ lo giữ vợ. Thì tất nhiên là ông nào cũng vậy, ông nào cũng thấy vợ trẻ ra là cũng thích chứ. Trời ơi, mà đúng là thấy cái cách mà cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại thì thấy rõ ràng là bây giờ cái tinh thần của cô đang rất là vui vẻ và có thể là hưởng trọn cái cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Chúc mừng cô và rất là cảm ơn cô ngày hôm nay đã đến với chương trình để có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình, và cảm ơn bác sĩ Minh Nhật rất rất là nhiều đã thuyết phục mẹ để mà tham gia vào chương trình và mang đến một cái câu chuyện rất là nhiều cái cảm hứng như thế này cho quý vị khán giả của Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong năm thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu xứ Kim Chi, đã có mặt tại Việt Nam. Đây là bệnh viện thẩm mỹ 5 sao đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 mới nhất. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. Và một lần nữa thì cảm ơn chị Phi Nga ngày hôm nay cũng đã dành thời gian để đến chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Quý vị khán giả thân mến, làm đẹp là một câu chuyện muôn thuở của chị em phụ nữ, và làm đẹp thế nào là đúng đang là một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối mà chị em phụ nữ của chúng ta luôn quan tâm ở thời điểm hiện tại. Hy vọng là qua những chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới thì bên cạnh chuyện là chúng tôi mang đến cho quý vị thật là nhiều câu chuyện ý nghĩa, và bên cạnh đó cũng cung cấp cho quý vị thật là nhiều những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị tự tin hơn trong quá trình hoàn thiện bản thân của mình. Đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 13:25 chủ nhật trên kênh VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và quý vị thân mến, chúng tôi rất là mong sẽ nhận được thật là nhiều những cái chia sẻ cũng như là câu chuyện của quý vị gửi về cho chương trình thông qua số hotline là 0968681111 hoặc là fanpage Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc hân hạnh tài trợ chương trình này.